kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị chiêm ngưỡng hoàng thảo thập hoa, một cái giống hoàng thảo thập hoa tím đậm, cây này hiếm hơn cả cây đột biến trắng, cây hoàng thảo thập hoa trắng còn không hiếm bằng cây này nhé các bạn và nếu mà xét về sự đặc sắc xét về cái duyên thì bông này cũng không kém phần duyên dáng so với lại cây đột biến cây hoàng thảo thập hoa nó có rất là nhiều màu sắc từ màu trắng đục trắng sữa cho đến màu ám rồi ám tím màu tím nhạt và màu tím đậm thì cái màu tím đậm này là một trong những cái màu mà phải nói là rất hiếm ít người có đây là một cái giống lan lá mỏng và nó không thắt xin lỗi nó không uh, ngủ tôi cảm giác như là nó không có ngủ luôn nếu mà đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ ra hoa theo kiểu gọi là rất là hên xui. Một năm nó ra hoa hai lần, ba lần, bốn lần. Những cái vòi này đã ra hoa. Xong rồi những cái vòi này lại ra hoa. Nó không có một cái quy luật nào cả. Hay là ví dụ như đây, các bạn thấy này. Bên này ra hết hoa rồi, bây giờ mình đến bên này ra hoa. Mà hai lần ra hoa nó cách nhau đến 2 tháng đó và một cái chậu uh, cùng một mẹ khi nó ra hoa thì uh, bông thì nở tàn rồi bông thì bây giờ vẫn còn nụ rồi nụ to nụ nhỏ nó cũng không phải thuộc cái thể loại gọi là nở theo kiểu đuổi hoa đuổi mà tóm lại là nó không có quy luật nào hết Cây này rất là dễ bị nhện đỏ Và bọ trĩ nó chích, nó hút, nó rũa, nó hút Cho nên chúng ta chỉ cần phòng bọ trĩ và nhện đỏ là đủ Ngoài ra thì ở trong gốc Thỉnh thoảng thì có ốc sên nó ăn mầm gốc và ăn dễ Ốc sên nó thích ăn mầm gốc của cây này lắm nha các bạn nên là giá thể sạch, nước sạch, phân sạch. Còn nếu mà nhỡ bị rồi thì các bạn có thể giải bả. Bả sen ấy. Đây là một cái cây lan lá mỏng. Cho nên nó không thích bị phun phân và phun thuốc. Nhưng nếu mà bất đắc dĩ phải phun thì phải giảm cái liều phun xuống so với những cây lan khác. Ví dụ như là liều của người ta đã Movento là 1 cc cho 1 lít nước. Thì cây này mình nên là pha là 1 cc cho 2 lít. phun vào buổi tối và buổi sáng là phải tưới rửa lại luôn hoặc là phun vào 2 tiếng sau là phải tưới rửa lại, kẻo sẽ bị cháy lá. Đặc biệt là cháy mặt dưới của lá. Cây này thì không nên phun phân, các bạn chỉ nên bón phân dưới gốc thôi. Dĩ nhiên đấy là lời khuyên của tôi vì uh, bản thân tôi trồng cây này rất là nhiều loại giống này. Giống lan lá mỏng này nói riêng và nhiều giống lan lá mỏng khác và tôi rút ra được bài học đó. Tuy nhiên là các bạn có thể không áp dụng theo cách của tôi, các bạn có thể áp dụng theo cách của một số các nhà vườn lớn hoặc rất lớn hoặc là những người có rất nhiều thời gian trồng và chăm sóc lan tỉ mỉ huấn luyện cho lan nó ăn phân quen ngay từ nhỏ mình có thể huấn luyện cho nó được các bạn nhé. Đầu tiên là 1 gram pha cho 5 lít, rồi giảm xuống 1 gram pha cho 4 lít rưỡi, rồi 1 gram pha cho 4 lít. Dần dần mình có thể nâng cao cái cái nồng độ của phân nếu mà cây đã ăn quen. Còn ví dụ như là giả hạt, nó ăn quen phân là 1 gram pha cho 1 lít nước. Mình lướt qua cái cây này một cái thôi là cháy luôn đấy. Lụi luôn cây. Cây thập hoa này á nó nó thích nắng nhưng mà nó lại không thích nóng. Thành ra tôi ở đây thì Lâm Đồng thì dễ rồi, cứ treo lên trên giàn là được. Còn nếu mà các bạn ở xứ nóng thì các bạn nên để trên khay như vậy này các bạn làm một cái khay cao khoảng 60 cm các bạn đặt lên là được nó cần nhiều ánh nắng cho nên là che một lớp lưới thôi là được rồi cây này trông là nó mỏng manh như vậy nhưng mà nó lại không cần nhiều nước đâu các bạn chỉ cần tưới một ngày một lần thôi với cái giá thể là đá perlite hoặc là đá hoặc là vỏ thông vụn hoặc là dớn vụn như ở đây là tôi dùng dớn vụn New Zita. tôi bón viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt và phân thông minh tan chậm 2010 của Hàn Quốc, tôi không phun gì cả mà kệ nó luôn đấy, hoa hoàn toàn là tự nhiên trồng cái này thì không nên trôn nha các bạn, các bạn chỉ cần là đặt nó lên trên giá thể rồi đợi nó bén rễ sau đó treo lên trên giàn là xong rất là dễ trồng và chăm sóc Cây này trồng bằng giá thể ẩm và ướt là nó dễ bị thối dễ lắm Nó vẫn sống nhưng mà khả năng thối dễ cao nhé các bạn ừ, Những cái giả hành đã ra hoa rồi các bạn cũng đừng cắt Mình cứ để đây đi Nó sẽ ra hoa tiếp hoặc nó sẽ ra kỳ Còn các bạn cũng có thể cắt ra để ươm kỳ cũng được Đấy thì cơ bản về cái cây này là như vậy và kỹ thuật trồng chăm sóc cái cây thập hoa nó cũng giống như là những cây ý ngọc, hoàng thảo kèn Rồi hương vani Đấy, những cây lan lá mỏng Áp dụng y chang như vậy là được Có nghĩa là một sự thông, vạn sự thông Cây này tạm gọi là cây nhất điểm hoàng Đây là một cái giống lan có lông còn khó trồng hơn cả cây lan lá mỏng. Vì cây này nó có lông ở trên lá và nó có lông ở trên giả hành. Nên là khi mình phun phân hoặc là phun thuốc nó giữ ở trên lá và trên giả hành rất lâu và rất là dễ gây rám bỏng cho tế bào. Làm cho lá la cây lan, lá lan, ngọn lan nó bị cháy và rụi đi. Thành ra cái cây thập hoa tôi còn bón một ít phân, còn cái cây này ấy tôi còn không bón một tí phân nào luôn, tôi để ở bờ rào nó chỉ có ăn nước tưới hai ngày một lần hoặc là nước mưa thôi, không tưới một tí nào cả, À xin lỗi không phun phân không phun thuốc một chút nào cả, vậy đó rất khô và thoáng trồng ở trên một cục gỗ, dĩ nhiên đây là cây lan rừng, còn những cái cây lan có lông mà hiện tại người ta lai tạo thì đã qua sự chọn lọc ở trong phòng thí nghiệm cho nên cái giống đấy nó có gen khỏe hơn thì người ta có thể bón phân và phun thuốc được nhiều hơn. Đây là cây rừng nha các bạn. Cây thanh hạc, cây bạch hạc, cây dendrobium suzuki, rồi cây dendrocomtum, cây trinh bạch và cây nhất điểm hồng thì đều chăm sóc giống như cái cây này. Dĩ nhiên các bạn vẫn có thể bón phân nhưng bón ít thôi. Giải một chút bên 0,1. Ở dưới gốc là đủ. Phân vô cơ thì chỉ vài viên thôi, không nên bón nhiều. Cái cây này thì nó lại rất là dễ bị dẹp. Cây thập hoa thì nó ít khi bị rệp nhưng cây này rất dễ bị rệp. Cho nên là nếu mà bị rệp thì phải phun Movento ướt đẫm giá thể, ướt đẫm bộ rễ như vậy là đủ rồi Không cần phải phun lên lá luôn Nó sẽ hút cái thuốc vào trong cái cây Và cái con rệ, con con rệp nó sẽ bị tê liệt thần kinh Và nó chết từ từ dần dần Các bạn thấy Movento nó có vi diệu không? Nó là lưu dẫn đấy các bạn ạ Đây là cây hoàng thảo thập hoa đột biến trắng tuyền Và để chứng minh cho cái sự khờ dại ngu dốt không lường trước được tình huống thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn sai lầm đây này mặt trên của lá thì cũng tạm nhé tạm ổn đây hôm trước cái giống này nó bị bỏ trĩ cái chậu này nó bị bỏ trĩ hơi nhiều cho nên là tôi mới pha cái nước rửa bát nước rửa chén đó tôi phun đây các bạn nhìn thấy nó giống thán thư không nó rất là giống cái vết thán thư cái lá mà ngón tay cái tôi đang cầm đổ về lên ngọn hôm đấy nó chưa mọc ra nhá còn cái lá từ cái ngón tay đeo nhẫn đây này áp út trở xuống gốc một hai ba lá này là bị bỏng hoại tử tế bào do hóa chất tôi pha nước rửa bát để tôi phun nó bọ trĩ và rệp rệp vừng ấy các bạn hôm đấy bị rệp vừng phun cái giò này cháy hết cả lá mặt mặt dưới còn lá tôi phun cả giàn chứ không phải là chỉ phun một cái chậu này nhưng mà chỉ có cây lá mỏng nó mới bị thôi hôm đấy tôi phun giả hạc rồi hoàng lạp sơn thủy tiên nhưng mà thật sự với các bạn ấy là không nghĩ tới mình tưởng là nước rửa bát nó êm dịu vừa ra tay như thế mình rửa bát mấy chục năm nay rồi chưa có bị gì cái tay cả vậy mà phun lên trên cái mặt dưới của lá lại bị ăn hành cái đột biến đấy các bạn trắng tuyền luôn đấy nó ra hoa kiểu rất buồn cười nhé ra hoa kiểu gọi là không phải là gối không phải là nối không phải đuổi mà nụ to nụ nhỏ này nụ bé này rồi uh, đang nhú này rồi đã tàn kìa vậy đó tàn rồi đây này cái này phải treo lên ngửa cổ lên ngắm thì mới đẹp chứ còn nếu mà ngắm theo kiểu này chỉ thấy cái lưng cái lưng với lại cái mông của cái bông hoa thôi Tôi mới thay chậu đây các bạn Lúc đầu là nó ở trong một cái cục giớn Cục giớn này cũng rất lâu rồi Cho nên giờ nó mục ấy. Tôi mới tìm một cái chậu Sau đó tôi cho vỏ thông New Zita cỡ lớn xuống bên dưới Sau đó tôi giải một lớp Ben 01 của Hùng Nguyễn ở dưới Sau đó tôi lại phủ một lớp New Zita lên Rồi tôi cho cái đĩa này vào tôi cho vỏ thông ở xung quanh và tôi giải một ít New Zita ở bên trên và một ít 20 10 10 ở bên trên. Hôm nay ra được 2 4 6 mầm này, 7 mầm này, 8 mầm. Đấy, 8 mầm. Ngọn thì vẫn đua. Chỉ tiếc là cái bộ lá mặt dưới là hơi bị kém, kém duyên. Đây nếu nhìn từ mặt dưới lá này. Tiếc không các bạn? bây giờ nếu vặt hết những cái mặt dưới của lá bị hỏng đi ấy, thì nhìn cây sẽ đẹp hơn nhưng mà nếu nhìn từ trên xuống thì lại không đến nỗi nào nhỉ đấy nhìn từ trên xuống thì cũng tạm được thôi mình cũng không tự an ủi mình làm cái gì nữa mình ngu thì lần sau mình rút kinh nghiệm thôi sau này nếu mà có phun thuốc diệt dẹp dẹp vừng ấy, thì không dùng nước rửa bát nữa dùng sữa tắm em bé đi hoặc là sữa tắm cô bé đi là Johnson Baby ấy, hoặc là dạ hương đấy các bạn nước dung dịch vệ sinh cô bé ấy. đấy pha 2 cc một lít rồi phun phun cho dẹp nó chết khi nhìn thấy mấy con dẹp nó lăn ra nó chết rồi mình sẽ mang nước thì mình rửa lại rửa cái nước xà bông này đi là ok đó thì tôi nghĩ là cái gì cái nó cũng có những cái bài học của nó chịu thôi ví dụ như cây này này tôi không phun thì nó không sao cây này cũng lá mỏng nhé đây là cây hoàng thảo kim thoa nét cây hoàng thảo kim thoa các bạn ạ hoa thơm bền được khoảng 10 ngày sẽ tàn. Bông to. Một vòi hoa của nó là được khoảng tầm 4, 5, 6, 7 bông. Tùy, tùy cây. hên xui thôi. Cây này cũng là cây lá mỏng. Tôi cũng mới thay chậu vào đây. Đầu tiên thì cái cây này nó ở trong một cái chậu nhỏ. Tôi có quay một cái clip về cây này rồi đó cây này nói thẳng ra là một cái cây mà tôi bị lừa nói chung cái người họ chia sẻ tôi cái giống này họ cũng không cố ý hoặc là bản thân họ cũng không biết và mình cũng không biết nên cứ coi như là mình bị lừa đi gọi là vô ý vô tình Đó. lúc đầu thì mình tưởng là nó là một cây đột biến lá sọc sau này thì mới phát hiện không phải thì thôi, bỏ qua đi nhưng mà nó lá mỏng. Nó cũng ít dùng phân và thuốc nha. Bây giờ tôi đảo qua với các bạn một chút về một vài cây lan lá mỏng cũng rất nhạy cảm. Cây này. Cái kiều dẹt lá cực mỏng luôn. Trồng trồng và chăm sóc giống y như cây cây thập hoa luôn nhé các bạn. Lá mỏng lắm. thì theo kinh nghiệm trồng kiều của tôi á là có kiều trắng, kiều mỡ gà, kiều tua và kiều dệt là bốn loại kiều lá mỏng hạn chế phun lên trên lá bón gốc thì ok phun nói chung là cũng hiệu quả không cao có phun thì phun ướt bộ dễ đây là cây đơn cam của Thái Lan. Cây đơn cam của Thái Lan cũng là một cây lá mỏng, cho nên tôi để riêng ra một góc và không dám phun cái gì lên đây cả. Tôi chỉ bón gốc thôi nhé các bạn. Đây này gốc này. Viên nén Ben 01 và phân thông minh 2010. Tóm lại với các bạn ấy là tôi trồng lan tôi đưa việc trồng lan trở về mức độ gọi là một mình mình quản lý mấy vạn giò. Thì phải làm như thế nào đó để đưa nó trở về mức đơn giản nhất, ít tốn thời gian nhất. Làm bịếng nhất ý. Hoặc là mình có thể là bỏ cái vườn này đi khoảng tầm 10 ngày không chăm sóc. Chỉ mỗi tưới thôi. Cũng không làm sao cả. Tôi cũng đi để quay clip ở khắp nơi Cho nên một hai tháng lại bỏ vườn chục ngày Không vấn đề gì Đấy là cách chăm của tôi Thực sự với các bạn là tôi không có chạy theo cái số lượng về để để, để, để cho nó đẻ thật nhiều, thật nhanh để, để chạy theo tiền trong việc bán lan đâu Cứ để nó đẻ tự nhiên thôi, mặc kệ nó thôi Chẳng phun gì Những cây địa lan này cũng là cây lá mỏng nhé các bạn. Đấy, đây này. Lá nó già này. Những cái lá non mới ra này, không phun gì cả. Đó. Lá cũ của nó này bị bệnh này. Bệnh khô vằn này các bạn. Đây các bạn nhìn này khô vằn này. Cái lá nó bị cháy và lá bị khô vằn là rất giống nhau nhé các bạn Đấy các bạn thấy nó vằn 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 không Này đường tròn đồng tâm nhé Vằn 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 Thì đây là bệnh khô vằn Cái này cắt đi là vứt đi được rồi Cũng chẳng cần thiết là phải chữa Các bạn nhìn những cái lá non nó mới ra nó không lây Nghĩa là nó tự khỏi rồi Không nhất định là phải chữa nữa Cây cụ cây bà bị bệnh xong rồi đến cây mẹ cây con không bệnh thì nghĩa là chậu đấy đã khỏi đừng có phun gì nữa nha phun là có khi còn lợn lành chữa thành lợn què đấy có nhiều người không biết ý, thấy cây bà với lại cây mẹ bị bệnh cây con không bị bệnh thì phun cho cố và cuối cùng cho cây con bị ngộ độc luôn cái đấy là một cái lan nó bị bệnh do thiếu hiểu biết thôi cây lan nó cũng rất là khỏe khi mà nó có sức đề kháng tốt nó tự khỏi bệnh hoặc là chăm đủ dinh dưỡng đủ nắng đủ gió nước sạch giá thể sạch phân sạch thì nó tự khỏi bệnh à chả cần phải phun gì cả đâu đấy rồi thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây thập hoa rồi tôi phiến phiến đá sang một số những cây khác để các bạn có thể tham khảo thêm kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn có được những tác phẩm đẹp hưng ý và nếu mà có nhiều thời gian để phục vụ cây lan thì có hiệu quả kinh tế tốt hơn hẹn gặp lại quý vị